Ám Tây Du, hồi 132. Trước khi vô truyện thì mình muốn nhờ các bạn một việc là cái fanpage Necoland của mình á, nó có nguy cơ bị bay màu bởi vì vi phạm bản quyền hình ảnh rất là nhiều. Mà mình còn không biết là mình vi phạm hình ảnh gì nữa, cho nên nó toàn là hình ảnh của mình thôi. Thì mình đã tạo một cái fanpage mới tên là Necole, cái logo như vậy nè. Thì mình xin nhờ các bạn là mỗi người tiện tay đi ngang bấm like cái fanpage này một cái để giúp đỡ mình nha. Cảm ơn các bạn. Ở hồi trước, sau khi được Tê Chiếu nói ra sự thật, thì Ngộ Không đã để Tê Chiếu đi, một mình quay về đối mặt với mọi người. Loạn Giác có phần bất bình, nhưng sau khi bị Ngộ Không uy hiếp thì đã chấp nhận chịu nhục bỏ đi. Đó có lẽ là sự nhục nhã lớn nhất trong đời của hắn. Sau khi Loạn Giác bỏ đi thì mọi người cũng đã giải tán. Nhưng lúc này, trong lòng của các thế lực liên minh còn lại, ai cũng đã có tâm tư riêng. Sự uy tín của Hoàng Tuyền không còn nữa. Ngộ Không quay sang nói với Đạo Chuẩn, nhờ Đạo Chuẩn mở không gian thần thông giam giữ vạn quân, ma võ và những thủ hạ. Đạo Chuẩn cũng không ngăn cản, vì Đạo Chuẩn biết Ngộ Không đã có ý định riêng của mình. Bên trong không gian thần thông, ma võ, vạn quân vốn không biết sự tình gì bên ngoài, cũng không rõ về vụ bạo tạc của Thiên Bi. Bọn chúng không hề biết rằng chỉ cần thoát ra ngoài thì ngay lập tức tất cả đều sẽ bị truyền tống đưa về lại Diệt Thế Ma Quốc, vì thế lực của Diệt Thế Cung đã bị loại hoàn toàn. Ngộ Không cũng nghiệm ra rằng không gian thần thông của Đạo Chuẩn có khả năng lách được luật lệ của Tuần Thiên Giới. Nếu như kết thúc thí luyện, bỏ Sa Tăng vào trong này rồi cùng với mình về bàn cổ giới thì lúc đó chả ai làm được gì. Kết thúc thí luyện thì xem như Ngộ Không đã trả đủ ân huệ cho Nguyệt Hoàng Tuyền, giữa Ngộ Không và Hoàng Tuyền xem như không còn liên quan gì nữa. Khi Ngộ Không bước vào trong không gian thần thông thì bọn người trong đó đã cảm nhận được. Chưa kịp nói gì thì vạn quân đã vung Thất Tinh Long Uyên lao thẳng đến tấn công. Ngộ Không vẫn chậm rãi điềm tĩnh, không hề quan tâm. Khi lưỡi kiếm của vạn quân tiến gần đến Ngộ Không, bỗng nhiên vạn quân bất động. Ma võ thấy lo lắng nên định động thủ thì Ngộ Không lại tiến lên phía trước. Đừng lo, hắn không sao, ta đến đây cũng không có ý gây sự, chỉ cần ngươi nói hắn ngừng tay ta sẽ thả hắn ra. Ma võ gật đầu đồng ý. Nhưng khi Ngộ Không vừa thả vạn quân ra thì hắn lại tiếp tục tấn công. Ngộ Không lại một lần nữa khiến vạn quân phải bất động. Ngộ Không lắc đầu. Nếu như ngươi đã muốn đánh nhau thì ta sẽ cho ngươi một người để giải quyết ân oán. Ngộ Không truyền âm cho Đạo Chuẩn bên ngoài, nói là mang kiếm hào vào. Không gian một lần nữa xoắn lại, kiếm hào được đưa vào. Và kiếm hào cùng vạn quân đã được đưa sang một không gian khác. Tại đây, cả hai liền lao vào đối chiến kịch liệt, giải quyết hết những mâu thuẫn bao lâu nay. Ngộ Không tiến đến gần Ma Võ. Ta có vài chuyện muốn hỏi rõ. Ma Võ cũng đưa ra điều kiện là sau khi trả lời thì ít nhất một người tại đây sẽ bình yên thoát ra ngoài để về báo tin cho Diệt Thế Ma Quốc. Ngộ Không đáp. Có lẽ ngươi không rõ sự tình bên ngoài rồi. Linh uy để làm nổ Thiên Bi của Diệt Thế Cung, nếu các ngươi thoát ra ngoài thì sẽ bị truyền tống về Diệt Thế Ma Quốc mà thôi. Ta đến đây cũng không phải là để giết ai, nếu như muốn giết các ngươi thì ta đã làm lâu rồi. Ma Võ cảm thấy Ngộ Không cũng có lý nên đồng ý thỏa thuận. Ngộ Không hỏi, tại sao năm xưa các ngươi là thân tín của Tê Chiếu, đều mang ơn Tê Chiếu mà lại ra tay giết hắn? Ma Võ trả lời rất dứt khoát, đó là vì tham vọng của Ma Quân quá lớn, nếu không giết hắn, vũ trụ này sẽ xảy ra cảnh sinh linh đồ thán. Năm xưa bọn ta gồm có ta, Vạn Quân, Tào Quân, Long Thiên là những cánh tay đắc lực của hắn, nhưng bọn ta buộc phải giết hắn. Ngộ Không cũng cho biết Tê Chiếu giờ là gián điệp của Vạn Yêu Quốc. Ma Võ lắc đầu ngao ngán, vậy là bao năm qua tham vọng của hắn không những không giảm đi mà còn tăng thêm, thậm chí thời gian dài đã cho hắn thêm tính nhẫn nhục. Hắn chấp nhận làm gián điệp tức là âm mưu của hắn sẽ còn khủng khiếp hơn trước nữa. Ngộ Không nói rằng Tê Chiếu không phải liên thủ với Tàn Giới mà là liên thủ với Linh Uy. Ma Võ nói tiếp, giới chủ Vạn Yêu Quốc là huynh đệ chi giao với Tê Chiếu, cái điều ngoại hình của hắn rất giống ngươi, chỉ khác nhau là về tuổi tác. Cũng may cho ngươi rằng số người thật sự bí mật của Tàn Giới rất ít, chứ nếu không ta nghĩ ngươi cũng không sống nổi ở Hoàng Tuyền đâu. Vì Tàn Giới không hiểu sao sau cái chết của Tê Chiếu trở nên điên loạn, hắn giết sạch tất cả nhân tộc lớn trong Vạn Yêu Quốc, trong đó có cả Bạo Phượng nhất tộc, truy giết cả tộc của Vĩ Thiên Hồ là tộc của vợ hắn, đến cả vợ con cũng không tha. Khi nghe Ma Võ nói vậy, Ngộ Không hiểu rằng đó là lý do vì sao Lôi Lôi và Diễm Thần có mặt ở Hoàng Tuyền thế giới. Ma Võ tiếp lời, bọn ta tưởng rằng Tàn Giới đã phát hiện ra gì đó, nhưng khi Ma Diệt Thiên tiếp cận Tàn Giới thì hắn vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu bị người khác điều khiển hay tẩu hỏa nhập ma. Mật thám của bọn ta tại Vạn Yêu Quốc cũng không tìm ra được thông tin gì. Ngộ Không thắc mắc, giả tâm của Tê Chiếu là gì mà lại mang tới tai họa cho vũ trụ này? Ma Võ nhắm mắt nhớ về những chuyện xưa. Ma Võ cho Ngộ Không biết rằng phương vũ trụ này vốn có Cửu Đại Thần Quốc, mà bây giờ chỉ còn lại Lục Đại Thần Quốc. Người có biết tại sao không? Truyền thuyết nói rằng Thương Lan Thủy Giới không biết vì lý do gì mà đắc tội với Tuần Thiên Giả nên đã bị hủy diệt. Ly Hỏa Giới vì dám nghi cứu lô hỏa chết viêm pháo, thứ này có thể uy hiếp được các chấp pháp giả nên đã bị tiêu diệt. Ngự Thổ Giới là do không khống chế được Thiên Bi, dẫn tới Thiên Bi thôn phệ các sinh linh nên đã bị Tuần Thiên Giả ra lệnh cho các thần quốc khác tiêu diệt luôn cả Ngự Thổ Giới. Thương Lan Thủy Giới thì không nói, nhưng Ly Hỏa Giới tại sao lại nghiên cứu lô hỏa chích viêm pháo? Không chỉ nghiên cứu ra một cái mà là 9 cái để nhắm vào 9 tên chấp pháp giả. Ngộ Không cắt lời, ý ngươi là không phải vô tình Ly Hỏa Giới nghiên cứu ra mà là có ý định tiêu diệt chấp pháp giả à? Sao chấp pháp giả chỉ có 8 người mà lại nghiên cứu ra 9 cái? Ma Võ giải thích tiếp, Tuần Thiên Giả vốn có 9 người nhưng đã tử trận một người, nhưng bằng cách nào đó hắn chưa triệt để tử vong nên Ly Hỏa Giới nghiên cứu ra 9 cái để đề phòng thận trọng.
khi 9 cái lò hỏa pháo được nghiên cứu xong, đợi đến đúng thời cơ sẽ cùng khai hỏa 9 cái. Nhưng thời cơ chưa đến thì tất cả đều đã bị bại lộ. Tất cả lò hỏa pháo đều đã bị biến mất. Tuần Thiên Giả ra lệnh cho tất cả thần quốc tấn công ly hỏa giới. Ngộ Không lúc này mới nhớ lại, trong Hỏa Thiên Bi phần hỏa của Hào cũng có một lò hỏa pháo. Vậy thứ đó là gì? Không phải tất cả lò hỏa pháo đã mất hết rồi sao? Ma Võ tiếp tục kể về chuyện quá khứ. Sau khi ly hỏa giới bị diệt khoảng 1000 năm, thì đến Thiên Bi của Ngự Thổ Giới cũng sinh ra dị biến. Tuần Thiên Giả phá sáng thái thần quốc đến khống chế Thiên Bi, rồi ra lệnh cho tất cả thần quốc khác tiêu diệt Ngự Thổ Giới. Ngộ Không ngắt lời, có phải là do Thiên Bi vốn là phong ấn chi thạch để phong ấn linh hồn của Minh Tôn và Khai Tịch Giả? Phải chăng Tê Chiếu cũng biết điều này? Đúng vậy, chính vì biết được điều này nên hắn mới muốn mượn sự nổi loạn của Thiên Bi để thực hiện giả tâm của mình. Nhưng một lần nữa lại bị Tuần Thiên Giả phát hiện. Sau hai lần thất bại, hắn chuẩn bị kế hoạch thứ ba, thì lúc này bọn ta quyết tâm lên kế hoạch giết hắn. Ngộ Không gằn giọng, Ma Võ, ngươi biết nếu lừa ta thì hậu quả như thế nào? Ta không việc gì phải lừa ngươi. Bây giờ Ma Quân không những trùng sinh mà hắn còn ẩn mình để chờ đợi thời cơ. Tức là thực lực và mưu trí bây giờ của hắn còn kinh khủng hơn trước. Sau khi Tuần Thiên Giới thí luyện kết thúc, chắc chắn hắn sẽ cùng Linh Uy thực hiện kế hoạch thứ ba. Ngộ Không thắc mắc, ta nhớ thời điểm Tê Chiếu chết là trước khi Ngự Thổ Giới bị tiêu diệt. Dẫn đầu đội quân tiêu diệt Ngự Thổ Giới là Ma Diệt Thiên. Vậy tại sao nói Tê Chiếu bày ra âm mưu tiêu diệt Ngự Thổ Giới được? Tôn Ngộ Không lúc này vô cùng nhạy bén, mọi sự tình đều không thể nào nghe theo một phía. Ma Võ giải thích, năm đó Ma Diệt Thiên, Tào Quân, ta, Vạn Quân, Long Thiên là năm người tâm phúc của Tê Chiếu, chịu trách nhiệm theo dõi việc chế tạo lô hỏa chích viêm pháo. Khi sự tình bại lộ, sợ bị liên lụy nên hắn đã bày ra vở kịch bị hại chết nhằm che mắt Tuần Thiên Giả, sau đó âm thầm trong bóng tối điều khiển mọi hành động. Hắn còn ép Thiên Bi nhận chủ mới là Ma Diệt Thiên để cho mọi người có thể tin hoàn toàn hắn đã chết. Trong bóng tối, hắn tiếp tục ra lệnh cho chúng ta thực hiện kế hoạch phá hoại Hoang Thổ Bi. Tuy nhiên kế hoạch này lại tiếp tục thất bại, cho nên Diệt Thế Ma Quốc rất tích cực trong việc tiêu diệt Ngự Thổ Giới. Đó là vì bọn ta muốn tranh thủ vừa tấn công vừa xóa mọi dấu vết liên quan. Sau hai lần thất bại, Ma Quân không những không có ý định dừng tay mà hắn càng ngày càng điên cuồng hơn. Hôm đó hắn hẹn bọn ta vào mật thất để đưa ra kế hoạch thứ ba. Lúc này bọn ta nhận ra phải giết hắn thôi. Tào Quân là người phản đối việc giết Ma Quân vì hắn nghĩ có thể khuyên nhủ được Ma Quân, nhưng bọn ta biết rằng việc khuyên nhủ hắn là không thể nên bắt buộc phải giết hắn. Do hắn không có ý gì phòng bị chúng ta nên chúng ta đã bỏ độc vào thức ăn sau đó giết hắn. Việc này khá đơn giản, chỉ là vào thời khắc hủy đi linh hồn của hắn thì bọn ta đã có phần nương tay, thế là linh hồn của hắn đã trốn mất. Tào Quân cũng không ngờ chúng ta vậy mà lại làm thật nên đã bức xúc, một mình đối chiến cùng 4 người bọn ta, kết quả sau đó hắn cũng đã mất mạng. Xem đến tập này thì các bạn thấy là giả tâm của Tê Chiếu quá kinh khủng không? Tê Chiếu đã lộ mặt lên là một đại ma vương rồi. Thì cái kế hoạch của Tê Chiếu nó còn kinh khủng tới như thế nào nữa, và cái kế hoạch thứ ba của Tê Chiếu là gì? Hãy đón chờ hồi sau. Các bạn ơi, các bạn xem đến đây cũng đã là tập 132 rồi, thì những ai chưa bấm theo dõi kênh thì hãy bấm theo dõi đi nha. Đó là một cách để ủng hộ mình á. Và nhớ là like cái fanpage mới của mình nha. Fanpage tên là Neko Lê nha. Hình cái avatar này nè nha.